Phải nói là mình cũng khá giống rất nhiều bạn đang xem kênh của Hà Nội Realtor. Đấy là mình khá thích chơi các tựa game Battle Royale và đặc biệt là PUBG. Nhớ là cái thời Glow Beta thì mình đã từng mua trò này một cách rất là sớm và mình đã từng dành ra khoảng hơn 1.000 giờ để chơi cái tựa game này. Và sau này khi nó ra phiên bản mobile thì mình cũng cài tựa game này trên phiên bản mobile và mình cũng chơi nó. Tuy nhiên cái thời đấy thì cái điện thoại của mình nó hơi củi, thế nên là số khung hình trên dây mình thấy nó hơi thấp, nên là mình mới bỏ. Và về mãi về sau này thì khi mà mình nghe nói rằng là PUBG bản PC nó đã tối ưu hóa tốt hơn thì mình mới quay lại chơi. Và để gọi là quay lại theo một cách đặc biệt hơn thì mình đã đầu tư hẳn một chiếc card đồ họa mới chỉ để chơi tựa game này. Và lựa chọn của mình hồi đó là chiếc RTX 2060. Và 2060 thì đến bây giờ đã được hơn 1 năm tuổi rồi và nó đã có rất nhiều cái phiên bản khác như là 2060 Super. Tuy nhiên ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng hoài niệm một chút và chúng ta sẽ cùng quay trở lại nhìn xem là chiếc RTX 2060 nó sẽ giữ cái vị thế của nó như thế nào và sự liên quan mật thiết của nó đến khung hình trên dây trong game. Không rõ các bạn còn nhớ hay không, nhưng cái buổi ra mắt của 2060 chính là buổi ra mắt được Nvidia đầu tư một cách hoành tráng và ấn tượng nhất. Toàn bộ sân khấu của CES 2019 hôm đó đều đã dành cho chiếc card đồ họa này và không có ghép nối thêm bất kỳ một sản phẩm nào khác. Nó trái với sự ra mắt của RTX 2070 và 2080. Và điều này đã thể hiện rằng là Nvidia đã rất kỳ vọng vào chiếc card đồ họa này. Dĩ nhiên thì bây giờ chúng ta đã có một cái thế hệ đàn em khác để thay thế chiếc 2060, đó chính là chiếc 2060 Super. Một con cạc cũng khá mạnh ở trong tầm giá của nó. Nhưng theo mình đánh giá cá nhân thì 2060 chỉ là một sản phẩm được ra mắt vội vã để đối phó với AMD và thôi. Mà cái cảm xúc của nó thì sẽ không thể bằng với bản 2060 thông thường được. Thông số của RTX 2060 phải nói là rất nổi bật trong cái thời điểm mà nó được ra mắt. Chúng ta có một chiếc cạc sử dụng GDDR6 mới nhất thời bây giờ. Giao tiếp bộ nhớ là 192 bit. Các bạn sẽ có là 1920 CUDA Core và nó hỗ trợ công nghệ Ray Tracing với mức giá khởi điểm chỉ $350. Rất là ổn nên là không có gì khó hiểu khi có rất nhiều người vào thời điểm đó đã phát cuồng với chiếc card đồ họa này. Phiên bản 2060 mình chọn là MSI RTX 2060 Gaming Z. Mình là fan của MSI. Nó có một cái đèn đóm lập lòe rất là đẹp và mức giá sở hữu thời điểm đó khá là tốt. Trong suốt 1 năm sử dụng thì nó hoạt động vô cùng êm ái và khi kết hợp cùng với chiếc CPU Core i5-8400 và 16GB RAM, nó hoàn toàn có thể cân được tất cả các tựa game mà mình muốn, cho nên là mình không có gì phải phàn nàn cả. Và Hà Nội Computer đã có một cái video riêng để nói về nó, thế nên là nếu muốn xem lại thì các bạn hoàn toàn có thể click vào cái link ở phần mô tả bên dưới video. Giờ mình sẽ nói đến một chút về phần số khung hình trên dây. Như mình đã nói ở đầu video thì mình sẽ không chịu được cảnh phải chơi một tựa game bắn súng với số khung hình trên dây quá thấp. Đơn giản bởi trải nghiệm của nó rất là tệ và mình không muốn sau này khi chơi xong mắt mình cứ hoa lên một chập rồi mới hồi lại được. Nhiều bạn vẫn đang tin rằng mắt con người không thể nhìn quá được khoảng 30 khung hình trên dây. Hoặc là nếu mà chơi game hay là xem phim thì chỉ cần khoảng 60 khung hình thôi là đã mượt lắm rồi, vân vân và vân vân. Nhưng đó chỉ là lý thuyết thôi, bởi vì là thực tế bộ não con người vẫn có thể xử lý được cái gọi là cảm giác về chuyển động. Nên đấy là lý do khiến những ai đã từng sử dụng màn hình 144Hz rồi ý, thì họ sẽ rất là khó để quay trở lại màn hình bình thường chỉ có tần số quét là 60Hz mà thôi. Vậy thì khi áp dụng vào PUBG và chiếc card đồ họa RTX 2060 thì làm sao? Một điều rất đáng mừng đó chính là với setting thấp nhất thì chiếc card đồ họa 1 năm tuổi của chúng ta vẫn thừa sức kéo các bạn lên được số khung hình trên 144. Và khi kết hợp với một màn hình 144Hz thì phải gọi là cực kỳ mượt. Những yếu tố này sẽ giúp bạn có được những lợi thế không thể chối cãi khi vào game. Hãy nhìn vào sự so sánh đang được chiếu ở trên màn hình. Trong một cuộc đấu mà những pha xử lý chính xác có thể thay đổi toàn bộ cục diện trận đấu thì việc quan sát được đối thủ theo một cách mượt mà hơn thật sự rất hữu ích. Và mình sẽ để cái đoạn này chiếu thêm một lúc nữa để các bạn có thể tự theo dõi và đánh giá cái cảm nhận của mình. Mặc dù hiện tại nếu các bạn đang muốn mua cho mình một chiếc card màn hình ở trong phân khúc tầm trung thì hiện tại các bạn đã có thêm rất nhiều lựa chọn như chiếc RTX 2060 Super hay là chiếc RTX 1660 Super. Chúng đều là những chiếc card màn hình có cái hiệu năng khá là tốt. Tuy nhiên thì mình nghĩ rằng là những bạn nào mà đang sử dụng chiếc RTX 2060 bản thường như mình ấy thì cũng không nên quá sốt ruột, bởi vì đây vẫn là một chiếc card có rất nhiều khả năng và nó có thể gọi là giữ vững cái vị thế của mình ở trong một thời gian dài nữa. Và đó là chia sẻ của mình về RTX 2060 và tựa game PUBG. Còn đối với tựa game mới ra gần đây là Call of Duty Warzone thì mình chưa có dịp thử. Thì có thể sắp tới mình sẽ làm một bài test riêng cho cái tựa game này và chia sẻ với các bạn sau. Nếu các bạn thấy video này hay thì hãy like, subscribe và đừng quên bấm nút chia sẻ để chúng ta có thể gặp nhau trong tương lai. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong những video lần sau.